Dĩ Mai, buổi phỏng vấn của em sao rồi? Em đâu rồi? Phỏng vấn có tốt không? Thôi đi, chắc cô ấy đang bận. Mình phải hiểu và thông cảm cho cô ấy chứ. Xin lỗi. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hôm nay anh sẽ phung phí mấy chục tệ rồi sẽ đòi em bồi thường sao cũng được. Phim hay quá, lại còn vui nữa. Em vui không? Dạ vui. Rõ ràng là đi coi phim hài mà. Sao tự nhiên mình lại buồn vậy chứ? Nè, nghe nói giọng cô rùa là do Tiêu Tiêu lồng tiếng đó, hay thiệt ha. Việc lồng tiếng cần phải có kỹ năng. Giọng Tiêu Tiêu quá hay, rất có triển vọng. Đúng là vậy. Kỹ thuật chỗ nào chứ? Hay ho gì đâu. Phải xả hết bực mình mới được. Phim cô lồng tiếng tôi vừa mới xem rồi, cũng hay lắm. Nhưng mà cô chính là điểm trừ duy nhất đó. Không thể để cô ta đắc ý được. Ưng tổng, họ đang ở Mauritius. Tôi biết rồi. Chị Thơm, anh có thấy cục sạc của em ở đâu không? Không thấy. Em tìm kỹ lại đi. Dạ. Mặt sơn nói với anh là chúng tôi đã từng ly hôn sao? Chúng tôi đang là vợ chồng hợp pháp. Vừa hợp pháp theo pháp luật Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đồng thời cũng phù hợp với pháp luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cho dù là ở nơi nào đi nữa thì quan hệ hôn nhân giữa tôi và Mạc Sơn cũng hợp pháp. Chúng tôi chưa từng ly hôn. Jason, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tìm giúp tôi một công ty điều tra ở San Francisco. Tôi muốn điều tra một vụ ly hôn. Dĩ Mai, con đã về rồi hả? Dạ. Mẹ nghe tiếng động còn tưởng là trộm nữa chứ. Sao mà về muộn vậy con? Dạ con. Hôm nay đâu có phải cuối tuần. Bộ con đang có chuyện gì hả? Không có đâu mẹ. Mẹ đi ngủ đi. Con cũng ngủ đi.
À, Dĩ Thâm nó có nói là không gọi được cho con. Con rảnh thì gọi lại cho nó đi. Con biết rồi. Đã về nhà rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe nha. Bám dai như đĩa.